Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Thành EZ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi cái tựa game mà One Piece Pirate Carnival. Và ở lần trước thì mình đã giành chiến thắng với Usopp và mình đã đạt được một lá bài của Usopp. Mình sẽ cho các bạn xem lá bài ngay bây giờ. Thì tất cả những lá bài các bạn giành chiến thắng sẽ được lưu vào mục Collection. Chúng ta sẽ có tổng cộng khoảng xem nào. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 80 mấy lá ấy. Mẹ đâu á. Nó có tổng cộng khoảng 80 lá. Đây là bài Usopp đây. Và mình sẽ được lá bài này. Lá bài này rất là chi là khó. Tại vì mình phải giành chiến thắng bằng nhân vật Usopp thì mình được lá bài này. Ok. Và chúng ta sẽ hôm nay mình sẽ chơi một nhân vật khác. Ok, vì lần trước mình đã chọn là Luffy này, Nami, Zoro và ai nhỉ? Mình không nhớ ai nữa. Usopp, đúng rồi. Thì hôm nay mình sẽ chọn ba nhân vật khác, mình sẽ chọn Sanji. Chúng ta sẽ chọn là new game đây. Mình sẽ chọn là Sanji, Nami và chọn Sanji, Robin và Chopper. Ok. Và hôm nay thì mình sẽ nâng cái cấp độ khó lên. Mình sẽ chọn ai đây? Mình sẽ chọn là Chopper đi. Và mình sẽ chọn không được. Mình phải chọn nhân vật đấy cho mình đấy chứ. Đây, mình sẽ chọn là Chopper. Mình sẽ chọn là Sanji này cho máy này. Và mình sẽ chọn là cấp độ khó đi. Lần trước mình chọn cấp độ trung bình rồi. Mình sẽ chọn Robin cho máy tiếp. Và cuối cùng mình sẽ chọn một nhân vật nữa. Mình sẽ chọn ai đây? Mình sẽ chọn Luffy đi. Thì đằng nào vẫn có thuyền trưởng Luffy ở đây cả. Chọn cái độ khó nhỉ. Ok, và chúng ta sẽ chơi thôi. Đây là chơi ở biển xanh. Biển đông chứ, không phải biển đông, không phải biển xanh mà là biển đông. Ok, nó sẽ bắt đầu thôi. Thì đây vẫn là cái khu vực chơi của chúng ta. Vẫn là kho báu này, vẫn là Navi. Đây là Navi, đây là Along. Ngon. Thì trong này có rất nhiều mini game và nó sẽ rất khó để trùng được. Nhưng mà sẽ cùng người chơi thôi. Đây là Chopper. Ngon. Chúng ta sẽ bắt đầu ở phía trung tâm của cái bàn đấu này. Và chúng ta sẽ chơi ra xung quanh. Chúng ta sẽ có Queen Alavida. Và xem có trò chơi gì. Ok. Không cần chọn trò, vào luôn. Trò gì đây? Đây là trò lật mặt. Trò này thì mình hiểu cách chơi rồi. Khá đơn giản thôi. Chúng ta phải nhớ cái này cần phải cái trí nhớ tốt thì chúng ta mới có thể lật được nhiều mặt. Người chơi đầu tiên thường là rất là bất lợi luôn. Chắc chắn 100%. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ xem mà. Chúng ta sẽ có là ai sẽ người chơi trước. Luffy những người chơi trước. Ngon rồi. Chopper ở góc này. Được luôn Chopper, ngon. Chơi lần đầu tiên được thắng chứ, được thêm bonus nữa chứ. Zoro này, Zoro Usopp này. Luffy ở đâu? Đen đuổi gôn, chúng ta bị sắp xếp lại toàn bộ cái bàn chơi rồi. Nami, này cũng đen luôn. Có hai cái nút thay đổi bàn chơi. Đây à, tiền ta có là Luffy này. Luffy vào đây kia đâu? Sanji, mình biết rồi. Sanji này, Sanji chắc chắn luôn. Luffy ở đây rồi. Robin à, Robin thì ở đâu? Ngon. Luffy rồi. Chuẩn rồi. Usopp đây. Chuẩn. Nami đây. Đen quá. Đen rồi. Zoro này. Không phải, mình nhầm rồi, thành ngu đấy. Zoro. Ngu vậy. Zoro, phải khôn này.
Ôi trời ơi, tôi rồi. Chán quá, mình lại phải chiến thắng rồi. Hai cái ngu đấy nhỉ. Đã bị ấy rồi mà vẫn bị trùng với hai lá này luôn. Ok, và mình là người chiến thắng đầu tiên. Ngon, Chopper. Trận đấu đầu tiên mình đã giành chiến thắng. Nó được bao tiền đây? 9 triệu rưỡi. Ngon, trò này khá nhiều tiền. Nhiều tiền như thế, nhiều tiền nhất trong những cái trò mini game mà mình từng chơi. 9 triệu berry, 9 triệu rưỡi sẽ cộng luôn vào cái tài khoản của mình. Nhìn cái mặt buồn cười kinh. 7 triệu cộng thêm bonus. 7 triệu vào thuyền và 9 triệu rưỡi vào thẳng tài khoản. Ngon. Ok, mình sẽ chọn được phần đất của mình đây. Dép. Lá bài đẹp đấy. Mình đã đạt được lá bài rồi đấy. Ship Way Panda Man này. Chúng ta có một trò mới này. Ngon. Chúng ta sẽ có trò đây là tìm mà. Way Panda Man là trò gì nhỉ? Panda Man. Cái trò này có một nút để zoom này. Như kiểu cái ống nhòm vậy, zoom ra được này. Cũng ít là để zoom này, zoom in zoom out này. Và một cái O để tìm này. Để mình xem, mình cũng không hiểu lắm tìm cái gì. Nó sẽ có hai cái hình, một hình là fake, nghĩa là hình nộm, một cái là người thật. Mình phải tìm trong một cái rừng người đấy. Ok, ai tìm được chúng thì người sẽ chiến thắng. Ngon. Trời, trò tích mắt. Đấy, trò này khá khó. Theo mình nghĩ là khá là khó luôn, không dễ dàng tí nào cả. Ôi đống này tìm sao? Panda Man ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Đây là fake rồi. Fake. Panda Man đâu? Fake. Ở đâu vậy ta? Mình vẫn chưa tìm được. Đâu rồi? Ồ, tìm rồi à? Ngon, tìm đâu vậy? Nhanh thế. Nó ở trung tâm, nó ở phía trên. Trời ơi, mình vừa lướt qua ở trên kìa. Ôi trời, đen thế nhờ. Robin win rồi. Ôi trời, đen quá, đen đủi thật. Thật sự là đen đủi vãi luôn. Trò này khó thật. Ok, và Robin đã lấy được một là lá bài rồi. Trận này khá là cân đây. Ủa 8 triệu cơ. Nguyên lá bài này đã 8 triệu rồi. Còn thêm bonus nữa. 8 triệu này. Bonus bao nhiêu tiền? Bonus 8 triệu rưỡi. Ít hơn mình. Nhưng mà mình với Robin đang bằng nhau. 36 triệu berry. Lá bài cướp thuyền viên. Đèn thế. Ây chà, khó đấy, khó quá nhờ. Cướp của ai? Cướp của Robin hoặc cướp của mình? Một trong hai người. 6 triệu luôn. Sanji à? Sanji thường là không cướp của gái đâu. Cướp của mình. Ok, nào, nhanh nào, ta sẽ xem mình cướp của ai. Và xem mình sẽ chơi cái trò gì. Đau hết cả ruột. Ok, xem nào. Cướp của ai? Ôi, cướp của mình biết ngay mà. Thằng này, cái thằng dạy gái này. Cái thằng Sanji dạy gái vãi. Nó cướp là lá bài Alavida, mình phải chống lại bọn này. Đen thế nhở? Ôi, phát khóc rồi. Ôi, nó là cướp thuyền viên của mình. Mình sẽ phải đánh lại bọn nó mà. Xem cái trò này có tác dụng gì. Ok, cái trò này là cái trò có một nút nhảy này. Mình có một nút nhảy này. Một nút để vứt này, tấn công này. Một nút để transform, để giữ cái gì vậy. Cái trò này có nghĩa là cái trò cắm cờ.
Có nghĩa là cái bọn kia nó phải cắm được hết cái khu vực này đúng không? Mình có nhiệm vụ là sao? Mình có nhiệm vụ mình xem kỹ xem nó có tác dụng gì. Ok. Thì mình xem chắc mình phải đi cắm mấy cái xung quanh kia thì phải. 3-1. Cái là ngày rất khó chịu luôn. Chopper khó hết nhỉ. Không được, mình phải hóa lên sẽ. Ngon. Được. Ngon. Có thể mình về. Cắm thêm lá cờ rồi ha, mình phải cắm tất cả cái lá cờ xung quanh cái khu vực đất của mình. Nhân. Đừng để nó cắm, Ôi. Nhân. Nhân. Cắm nào. Ok. Đúng rồi. Cô ơi. Ôi nó cắm cầm được cờ kìa. Ôi khó chịu vãi luôn cái trò này. Có nghĩa mình phải cắm được tất cả trên khu đất của mình. Còn thằng này nó chỉ cần cắm nó giữ bao giờ thanh cho nó đầy thôi là được rồi. Cái trò nồi này khó chịu vãi. Ok, và mình bị mất lá bài rồi. Đen vãi. Cái thằng này nhé, mày lấy bài của ta nhé. Ok, và mình sẽ bị mất lá bài này rồi. Đen quá. Ok, đây đến lượt của mất luôn 9 triệu. Mình đang xếp thứ 3 rồi. Sau Robin. Kuro, một lá bài Captain. Một trò chơi Captain thôi. Không có gì cả. Ok, và mình sẽ chơi cái trò Captain này. Mình phải lấy được lá này. Liên kết với Kuro rồi. Robin liên kết với Kuro. Đập vào ngày dễ mà. Mình phải đợi cho lúc nó đâm vào cái tường ấy thì mình sẽ đập nó. Đơn giản thôi. Mình có một nút tấn công thôi, không có nút gì nhiều cả. Kuro thì không có nút di chuyển. Mỗi nút di chuyển thôi. 3-1. Nhìn mặt thằng Kuro nhìn này. Rất kiểu là kiểu tri thức chứ, đeo kính nhé. Quản gia của cái con gì nhỉ? Kaya đúng không? Kaya của cái khu biệt thự này. Ok, lại đây. Lại đây cô. Thì ta sẽ đập mày luôn. Vào đây cô. Vào đây. Ở trên. Một phát mày nhợt này. Còn hai phát nữa. Mình bị slow rồi. Chết rồi, hai con kia chết hết rồi. Ôi, bị slow. Ôi chết rồi. Khôn đấy nhở. Ôi. Có chịu thế. Nhân. Thế phát nữa thôi. Slow. Không slow. Còn Nhân đi. Yes. Cấp độ khó thật là nó khó hơn hẳn. Khó đánh thật. Này này thì vào đây crawl này ăn phát đấm nha. Nhìn cái điệu cười này. Khớm vãi luôn.
Ngon. Mình nhận được thêm một lá bài Captain rồi. Được thêm 12 triệu. Ok, và mình sẽ dẫn đầu thôi. Mình sẽ được có 41 triệu. Biết đâu đấy mình còn liên kết được lá bài cơ. Mình sẽ thêm được một vài lá nữa. À, xem nào. Ok, ok. Để đây, Captain, Captain Kuro. Đấy đây nào. Ở đây con mèo này. Ở đâu? Ôi, không được liên kết rồi. Ờ, ok. Và mình sẽ xin kết thúc tập hôm nay tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.